Loay hoay một buổi sáng với nhiều công việc, Đăng Khoa bắt đầu khởi hành đi dọc bờ biển miền Nam Thái Lan, hướng về biên giới để qua Malaysia. Trên đường đi, anh ghé khu IKO Camp để cắm trại một đêm, sau đó tới thành phố Prachuap Khirikan để vượt 396 bậc thang lên đền Khao Trong Krachok, rồi hôm sau lại tiếp tục băng qua eo đất Kra, nơi nhỏ nhất của Thái Lan. Nhắc lại tập 8, trước khi tìm nơi cưỡng thức lái cho sóc, Đăng Khoa ghé chùa Đình Lý cao 105m làm toàn bằng gỗ quý, sau đó tới một khách sạn ở phía nam Bangkok để qua đêm, chuẩn bị tinh thần cho ngày sau vô trung tâm Bangkok bằng tàu điện thăm chùa Wat Pho. Bãi Aikyo Camping. Bắt đầu từ Bangkok, Đăng Khoa khởi hành theo bờ biển tỉnh Prachuap Khirikan hướng về Nam Thái Lan, dự kiến đi 1.000 km để vượt biên giới sang Malaysia. Anh ghé vào một cây xăng và bắt đầu hành trình của ngày hôm nay. Trên đường đi, anh nói thấy giống đi trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phía trên là cầu Rạch Miễu. Anh lo lắng không biết bạn sóc có leo nổi không vì cây cầu này cao quá. Cây cầu này bắc qua sông Chao Phraya, con sông chạy dọc Bangkok. Trên các skybar ở Bangkok, du khách có thể thấy hình ảnh phản chiếu từ xa của cây cầu Rama 8 trên sông Chao Phraya, được hoàn thành vào năm 2002. Cầu Rama 8 có chiều cao 475m, là một trong những cây cầu dây văn không đối xứng lớn trên thế giới. Tuy nhiên, cầu không có lối đi bộ. Thời điểm thích hợp nhất để chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp nên thơ của cây cầu này chính là lúc hoàng hôn hoặc vào buổi tối khi đèn được bật lên và phản chiếu xuống lòng sông. Đây là một trong những cây cầu dây văn đẹp nhất tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Cầu dài 2,45 km bắc qua sông Chao Phraya, được sơn màu vàng nổi bật. Tượng vua Rama 8 cũng được đặt ngay công viên cạnh cầu. Hình ảnh cầu còn được in trên mặt sau của tờ tiền 20 baht. Cuối cùng thì bạn sóc cũng đã lên được cầu thuận lợi. Anh rất vui vì đây là cây cầu cao nhất bạn sóc từng đi. Anh nói vui rằng giống cầu Rạch Miễu phiên bản Thái Lan. Sau khi xuống cầu, cũng đã tạm biệt Bangkok, thành phố thiên đường, nơi có cung điện của vua, nơi giao hợp các tôn giáo. Chính thức tạm biệt Bangkok, bắt đầu hành trình về phương Nam, băng qua những con đường thôn quê Thái Lan, khung cảnh bình yên. Đăng Khoa dùng flycam ghi lại cảnh đồng ruộng xanh trải dài về hai phía, mênh mông và rất thanh bình. Anh đang di chuyển đến một bãi camping. Bãi camp này sát vách núi rất đẹp. Đây là bãi Aikyo Camp and Coffee. Nếu bạn đến đây và nói là bạn của Đăng Khoa sẽ được giảm 20%. Nơi đây có thể ngắm hoàng hôn, ngắm núi đá, hồ nước. Anh bắt đầu dựng khu vực cắm trại của mình. Trời lúc này cũng đã sụp tối. Hôm nay anh sẽ thử nấu cơm bằng nồi cơm điện siêu mini. Anh gắn thêm dây đèn chớp, khu vực cắm trại rất lung linh. Anh ăn tối, sau đó làm việc một chút và nghỉ ngơi. Một buổi sáng thật đẹp tại khu cắm trại. Anh chủ tặng Đăng Khoa một phần ăn sáng của người Thái. Anh ăn sáng uống cà phê tại Aikyo Cafe, vừa ăn vừa ngắm khung cảnh triều đô. Đăng Khoa chụp một tấm hình kỷ niệm cùng anh chủ, sau đó tiếp tục chuyến hành trình về phương Nam. Chạy được 100 cây số, anh ghé lại uống cà phê, tiện thể để bản sóc nghỉ ngơi, sau đó tham quan một ngôi miếu bên đường. Đền Khỉ, tỉnh Prachuap Khirikan. Prachuap Khirikan là một thành phố nằm ở tỉnh Prachuap Khirikan. Tại đây có nhiều điểm tham quan được ưa chuộng, trong đó có Kwa Ho Aquarium, Wat Khao Trong Krachok, Khao Lam Mua, khiến nơi đây trở thành một điểm đến khó có thể bỏ qua. Tỉnh Prachuap Khirikan nằm trên bán đảo Malay, trên Kra Isalur, nơi dải đất hẹp, hẹp nhất Thái Lan. Tỉnh này có các bãi biển đẹp nằm dọc theo vịnh Thái Lan, trong đó đáng kể là bãi Hu Hin, là nơi nghỉ mát từ thời vua Prachahipok Rama 7 đã cho xây một cung mùa hè ở đây. Từ bờ biển, độ cao tăng lên tạo thành dãy núi là biên giới tự nhiên với Myanmar, nơi cao nhất là 1.494m Khao Luang. Do đó, các con sông ở tỉnh này đều nhỏ, chỉ có con sông Ranburi ở phía bắc của tỉnh là tương đối lớn.
Anh chuẩn bị đến Prayut Khiriakhan, một thành phố lớn ở miền nam Thái Lan. Đêm nay anh sẽ nghỉ ngơi ở khu này. Cung đường hai hôm nay anh đi, dọc bờ biển Thái Lan. Đăng Khoa ghé vào một ngôi đền Khao Trong Prayut để tham quan. Đền Khao Trong Prayut hay còn gọi là đền khỉ, nằm trên một đỉnh núi sừng sững bao quanh thành phố Prayut Khiriakhan. Lên đền, bạn phải leo 396 bậc thang khá dốc, nên mang theo một ít nước nhưng đừng mang thức ăn vì đền này nhiều khỉ, bọn chúng rất hung dữ, có thể giật đồ bất cứ lúc nào. Leo lên rất nhiều bậc thang để đến chánh điện của đền, anh gặp một cô gái nói tiếng Anh rất tốt, đã chia sẻ rất nhiều về ngôi chùa này. Anh gặp hai chị đang khiêng đồ nặng, nên anh đã khiêng giúp hai chị lên chánh điện. Một trải nghiệm mệt nhưng rất vui, anh cảm thấy rất yêu con người Thái Lan. Khi đã lên đến đỉnh, hướng tầm nhìn từ trên cao thật tuyệt vời. Bạn không chỉ có thể nhìn toàn bộ thành phố Prayut, đặc biệt còn có thể nhìn xa về phía nam, dọc theo bờ biển tận Ao Maniao, vịnh Thái Lan, và xa hơn nữa về phía đông là mũi Cà Mau của Việt Nam. Ngôi đền này tuy nhỏ nhưng điểm thu hút khách chính là quang cảnh tuyệt vời. Anh xuống núi kiếm khách sạn để qua đêm bằng dịch vụ Traveloka, ăn uống và nghỉ ngơi sau buổi chiều leo núi vất vả. Buổi tối, anh chọn cầu cảnh của khu chợ đêm để đi dạo và ăn uống, làm vài chai bia cho tỉnh người. Bắt đầu ngày mới, anh ăn sáng và lau dọn xe, chuẩn bị cho hành trình kế tiếp. Rời thành phố Prayut Khiriakhan, dọc bờ biển phía nam, nhắm hướng biên giới Thái Lan, Malaysia thẳng tiến. Eo đất Kra, dự án cầu cạn Lembridge. Bản đồ đất nước Thái Lan trông giống một con voi, ở đó bán đảo Malay trải dài về phía nam, tạo thành một mũi. Phần hẹp nhất, eo đất Kra, chiều ngang chỉ có 44 km, vịnh Thái Lan ở phía đông và biển Andaman của phía tây. Tuy nhiên, phần hẹp nhất của diện tích đất liền Thái Lan chỉ dưới 10 km ngang. Dự án kênh đào Kra băng qua dải đất hẹp này giúp cải thiện giao thông trong khu vực, tương tự như kênh đào Suez và kênh đào Panama xuất phát từ đây. Tuy nhiên, sau đó kênh đào Kra được đổi thành dự án cầu cạn để lưu chuyển hàng hóa. Việc xây một tuyến đường vận tải từ đông sang tây đi qua eo đất Kra được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng 1.200 km quãng đường mà các tàu hàng phải di chuyển để vận chuyển hàng hóa giữa các khu vực Trung Đông và châu Âu sang Đông Á. Hiện tại, lựa chọn duy nhất dành cho các tàu hàng là hướng về phía nam đi qua eo biển Malacca. Trong năm 2016, khoảng 19 triệu thùng dầu thô đã được vận chuyển qua eo biển Malacca mỗi ngày, 16 triệu thùng, trong đó số vận chuyển đến các nước Thái Bình Dương, đặc biệt là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Mới đây, trong chuyến thăm Mỹ để dự hội nghị cấp cao ABEC, Thủ tướng Thái Lan đã chia sẻ với các nhà đầu tư ở San Francisco nhiều thông tin về dự án mang tên Lembridge, tức cầu cạn. Dự án này sẽ giúp cắt giảm đáng kể thời gian đi lại giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, trung bình khoảng 4 ngày, và giảm 15% chi phí vận chuyển. Chính quyền Thái Lan hiện nay đang đặt nhiều kỳ vọng vào dự án hàng chục tỷ USD này. Ý tưởng về một cây cầu đất liền ở Thái Lan, một tuyến đường vận tải băng qua bán đảo Mã Lai để kết nối với các cảng ở hai bên, thay thế eo biển Malacca, đang nóng và trở lại tại Thái Lan, với kỳ vọng tuyến đường này sẽ mở ra cơ hội đưa Thái Lan một lần nữa quay lại vị thế con hổ kinh tế của Đông Nam Á. Hiện nay, Thái Lan đang theo đuổi dự án Lembridge thay vì kênh đào Kra ở eo đất Kra như trước đây. Trước đó, dự án đề xuất đào một con kênh lớn qua dải đất hẹp thuộc miền nam Thái Lan để giúp cải thiện giao thông. Ý tưởng này xuất hiện tại Thái Lan từ thế kỷ 17, nhưng tính khả thi là không cao. Kênh đào Kra theo kế hoạch có chiều dài kênh là khoảng 100 km. Nếu được hoàn thành, sẽ là kênh đào nhân tạo lớn nhất châu Á, rút ngắn con đường từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương khoảng 1.200 km. Việc xây dựng một con kênh là cực kỳ đắt đỏ. Trong khi đó, việc kết nối vùng biển Vịnh Thái Lan thuộc Thái Bình Dương và biển Andaman thuộc Ấn Độ Dương là rất khó về mặt kỹ thuật, bởi vùng nước ở hai bên chênh lệch nhau đến vài mét về độ cao.
Bên cạnh đó, những bất ổn an ninh tại khu vực cực Nam Thái Lan giáp với Malaysia trong nhiều thập kỷ cũng là vấn đề cần cân nhắc. Thêm nữa, nhiều lý do phản đối cho rằng việc đào một con kênh khiến đất nước bị chia thành hai phần về mặt kỹ thuật có thể vi phạm hiến pháp Thái Lan, vốn khẳng định Thái Lan là một vương quốc thống nhất và không thể bị chia cắt. Chính vì thế, Thái Lan nghiêng về phương án xây dựng một cây cầu trên cạn, nối liền các cảng biển nước sâu ở hai bên thay vì đào kênh. Đây là lựa chọn dễ dàng hơn về mặt xây dựng, đồng thời có chi phí phải chăng hơn. Dự án cầu cạn lần đầu tiên được đề cập vào năm 1989. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm, dự án vẫn dừng ở ý tưởng và kế hoạch do những lo ngại về chi phí và tác động môi trường. Với các hạng mục, siêu dự án cầu cạn của Thái Lan sẽ cần khoản đầu tư ít nhất 1.000 tỷ baht, tức 27,44 tỷ USD. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện và nâng cấp, mở rộng dự án theo đề xuất của các nhà đầu tư có thể đẩy nguồn vốn đầu tư cho dự án này lên 1.400 tỷ baht, tức 40 tỷ USD. Chính phủ Thái Lan cho biết dự án sẽ được đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Chính phủ sẽ hỗ trợ giải phóng mặt bằng, còn việc phát triển tất cả các hạng mục do các nhà đầu tư tiến hành. Các nhà đầu tư sẽ được trao quyền vận hành, khai thác trong 50 năm và một nhà đầu tư được phép nắm hơn 50% cổ phần trong liên doanh đấu thầu. Trở lại câu chuyện của Đăng Khoa, tiếp tục cuộc hành trình, anh ghé vào một dãy hàng quán bên đường để tham quan và mua một số đồ ăn vặt. Đoạn đường về Nam Thái Lan mưa rất to, đường lên chỗ camping còn xa, khoảng 100 km nữa, nhưng giờ đã trễ. Đăng Khoa quyết định tìm một khách sạn để nghỉ ngơi, hẹn ngày sau sẽ ngủ lại ở bãi cắm trại.